Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin 12 giờ 30 phút trưa của Vietnam Top News. Thu Hà sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin trưa nay, ngày 19 tháng 10 năm 2020. Chúng ta cùng điểm qua những tin tức chính trong ngày hôm nay. Việt Nam thêm 8 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh. Mưa lũ miền Trung, 84 người tử vong, 38 người đang mất tích. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt ngưỡng 40 triệu người. New York chặn đám cưới 10.000 khách do COVID-19. Anh kêu gọi EU thay đổi cách tiếp cận trong đàm phán về mối quan hệ hậu Brexit. Chúng ta cùng đến với những thông tin cập nhật trong nước. Tính đến 18 giờ ngày 18 tháng 10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga, Úc và Myanmar được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.134 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến hôm nay, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 47 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Cụ thể, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 18 tháng 10, 8 ca mắc mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Quảng Ninh 5 ca, Khánh Hòa 2 ca và Tiền Giang 1 ca. Ngày 16 tháng 10, 5 bệnh nhân từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh. Hiện 5 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện số 2 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Các bệnh tại Tiền Giang là nam, quốc tịch Úc. Ngày 15 tháng 10, bệnh nhân từ Úc nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH89 được cách ly ngay sau nhập cảnh tại khu cách ly tập trung trường quân sự địa phương, tỉnh Tiền Giang. Ngày 17 tháng 10, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang. Hai bệnh nhân khác từ Myanmar nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2735 được cách ly tập trung sau nhập cảnh tại Đại đội huấn luyện C-19, Bộ đội Biên phòng, tỉnh Khánh Hòa. Hiện cả hai bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Mưa lũ từ ngày 6 tháng 10 đến 18 tháng 10 đã cướp đi sinh mạng của 84 người, 38 người mất tích, 52.933 nhà bị ngập, 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ, 11.575 người dân từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phải đi sơ tán. Bên cạnh đó, mưa lũ còn gây thiệt hại 924 hecta lúa, 106.616 hecta hoa màu, 461.627 con gia súc, gia cầm. Miền Trung đã trải qua gần một tháng mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài trên diện rộng, gây ra không ít sự việc thương tâm, thiệt hại về người và của. Mưa lũ đã gây ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, nhất là tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, làm nhiều người tử nạn, hàng chục người còn mất tích và chưa thể liên lạc được. Trong đó, sự cố sạt lở đất tại tiểu khu 67, trạm quản lý bảo vệ rừng sông Bồ đã làm 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh. 15 công nhân vẫn còn mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Đặc biệt, vào lúc 1 giờ 25 phút sáng nay, tiếp tục xảy ra sạt lở đất tại đoàn kinh tế quốc phòng 337, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, làm 22 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp. Hiện các cơ quan chức năng đã tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là đối với những hộ dân bị mất nhà cửa, những hộ ở vùng ngập sâu, chia cắt dài. Tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, không có chỗ ở. Ngày 18 tháng 10, người dân xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã bắt được con cá sấu nặng khoảng 70kg. Rất may, con cá sấu bơi tự do trên sông, chưa tấn công người dân. Thông tin ban đầu cho biết đây là con cá sấu do hộ nuôi tự phát để sổng chuồng ra môi trường tự nhiên. Được biết, con cá sấu này được phát hiện nổi trên sông Sáng ở huyện Lấp Vò và chưa tấn công người dân. Theo lãnh đạo xã Bình Thạnh Trung, cá sấu của hộ dân ở địa phương nuôi và bị sổng chuồng. Hộ này nuôi 2 con cá sấu, dự định sẽ nhân giống. Tuy nhiên, do việc rào chắn sơ sài dẫn đến cá sấu mẹ sổng chuồng, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Trung đã cử cán bộ đến hộ nuôi nắm tình hình, đồng thời phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp lập biên bản sự việc. Theo ông Đặng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Trung, hộ nuôi tự phát và không trình báo địa phương. Chuồng nuôi rào sơ sài bằng lưới B40, không đảm bảo nên mới xảy ra vụ việc. Lãnh đạo xã cũng cho biết thêm, cá sấu sống trong môi trường nuôi nhốt nên người dân cũng dễ dàng bắt được bằng biện pháp chích điện và chính quyền địa phương. Cá sấu nuôi cũng chưa quen với môi trường tự nhiên và chưa có biểu hiện tấn công người. Đến tối ngày 18 tháng 10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể trong tổng số 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trong vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang dồn nhân lực, vật lực để khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường và hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng. Lực lượng công binh dẫn theo chó nghiệp vụ đi bộ từ điểm sạt lở gây tắc đường vào thôn Cợp,
xã Hướng Phùng cũng đã vào được hiện trường vụ sạt lở đất. Lực lượng này đã đi bộ khoảng 2 km đến hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp để tiến hành tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Sáng ngày 19 tháng 10, tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe. Lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, sau đó dùng xe chuyên dụng đưa về một bệnh viện tại thành phố Đông Hà. Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục được tăng cường nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa tìm kiếm cứu nạn các cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp do sạt lở đất, vừa hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm và vật tư y tế ở những địa bàn bị cô lập. Khó khăn lớn nhất hiện nay là mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khó khắc phục các điểm sạt lở. Sau đây là những thông tin cập nhật trên thế giới. Tính đến 21 giờ 15 phút ngày 18 tháng 10, trên thế giới có tổng cộng 40.056.021 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.115.898 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng đang ở mức báo động đáng lo ngại. Cụ thể, Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 với 224.295 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 7.504.743 ca mắc và 114.154 ca tử vong. Brazil với 5.224.362 ca mắc và 135.690 ca tử vong. Nga với 1.399.334 ca mắc và 24.187 ca tử vong. Tây Ban Nha với 982.723 ca mắc và 33.775 ca tử vong. Ngoài Ấn Độ hiện bị ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực và thứ hai trên thế giới, các nước Đông Nam Á cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng nhanh với hàng nghìn ca mỗi ngày. Cụ thể, Indonesia phát hiện 4.105 ca mắc mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 361.867 ca. Số ca tử vong hiện là 12.511 ca, tăng 80 ca, trong khi số ca bình phục tính đến nay là 285.324 ca. Tại Philippines, tổng số ca mắc COVID-19 cũng tăng lên 356.618 ca sau khi Bộ Y tế nước này xác nhận thêm 2.379 ca mắc mới. Số ca bình phục cũng tăng mạnh lên 310.158 ca sau khi có thêm 14.941 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Mới đây, các nhà chức trách New York yêu cầu hủy một đám cưới dự kiến có tới 10.000 khách tham dự vì vi phạm các quy định về chống dịch COVID-19. Trong khi đó, tuần trước, thống đốc Cuomo đã yêu cầu đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu ở những khu vực này và chỉ cho phép tối đa là 10 người có mặt trong nhà thờ tại cùng một thời điểm, trường học cũng bị đóng cửa. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, khi nhận được tin báo về việc có một đám cưới như vậy sắp diễn ra, ngay lập tức ông cho điều tra và xác định thông tin nhiều khả năng chính xác rằng có một đám cưới lớn như vậy diễn ra vào ngày hôm nay, 19 tháng 10. Đám cưới đã được lên kế hoạch và vi phạm các quy tắc tụ tập giữa mùa COVID-19. Được biết đây là đám cưới của cộng đồng người Do Thái chính thống và sẽ có hơn 10.000 người dự kiến tham dự đám cưới này. Ông nói người dân có thể tổ chức đám cưới, nhưng không thể mời 10.000 người tới dự. Trước đó, chính quyền New York yêu cầu các hoạt động tụ tập không được phép vượt quá 50 người. Với những sự kiện tôn giáo tại nhà thờ hoặc đền thờ, giới hạn là 33% sức chứa của địa điểm tổ chức. New York đã phần nào kiểm soát được cuộc khủng hoảng bằng cách yêu cầu người dân không ra khỏi nhà. Tuy nhiên, những tuần gần đây, số ca nhiễm COVID-19 đang có chiều hướng tăng trở lại, đặc biệt tại những quận có cộng đồng người Do Thái chính thống lớn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội toàn quốc cho biết, Trung Quốc thông qua luật an toàn sinh học mới nhằm ngăn ngừa và xử lý các bệnh truyền nhiễm. Luật này thiết lập các hệ thống phòng ngừa và kiểm soát rủi ro an toàn sinh học, bao gồm giám sát rủi ro và cảnh báo sớm, điều tra, đánh giá rủi ro và chia sẻ thông tin. Luật cũng có các điều khoản để ngăn ngừa và ứng phó với các rủi ro an toàn sinh học cụ thể, bao gồm các bệnh truyền nhiễm mới, dịch bệnh và những đợt bùng phát đột ngột, cùng với nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Hồi tháng 5, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đẩy nhanh thông qua luật an toàn sinh học trước cuối năm, sau khi COVID-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán cuối năm trước, và bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2021. Trung Quốc đã gần như kiểm soát được dịch bệnh bằng các biện pháp quyết liệt để hạn chế virus lây lan. Tuy nhiên, các ca nhiễm mới được phát hiện vào tuần trước ở thành phố ven biển phía đông Thanh Đảo đã chấm dứt khoảng 2 tháng Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm nội địa. Hiện Trung Quốc đang tiến hành các đợt xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại các thành phố lớn. Lệnh cấm vận khí tài thông thường đối với Iran sẽ bắt đầu hết hiệu lực dần từ ngày 18 tháng 10 theo những điều khoản của Nghị quyết Liên Hợp Quốc xác nhận thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran với các cường quốc thế giới. Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tuyên bố mọi hành động bán khí tài cho Iran đều vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và sẽ dẫn tới trừng phạt.
Cụ thể, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng các cơ quan chức năng trong nước của mình để trừng phạt bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đóng góp vật chất vào việc cung cấp, bán hoặc chuyển giao khí tài thông thường đến hoặc đi từ Iran. Mọi quốc gia mong muốn hòa bình và ổn định ở Trung Đông cũng như ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố đều nên kiềm chế giao dịch khí tài với Iran. Iran giờ đây có thể mua khí tài từ Nga, Trung Quốc và những nước khác. Tehran cùng ngày ca ngợi việc lệnh cấm vận khí tài hết hạn là một chiến thắng ngoại giao trước đối thủ Mỹ. Nước đã cố gắng tìm cách duy trì tình trạng đóng băng hoạt động bán khí tài cho Iran vô thời hạn. Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 và bắt đầu đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt lên Tehran. Ngoại trưởng Pompeo cũng nhấn mạnh trong 10 năm qua, các nước đã kiềm chế bán khí tài cho Iran thể theo nhiều biện pháp khác nhau của Liên Hợp Quốc. Và nay, bất kỳ nước nào muốn thách thức lệnh cấm này rõ ràng đang chọn cách châm ngòi cho căng thẳng và xung đột hơn là thúc đẩy hòa bình và an ninh. Ngày 18 tháng 10, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Brexit của Anh, Michael Gove, nói rằng cánh cửa vẫn hé mở để tiếp tục các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit nếu Liên minh châu Âu-EU thay đổi cách tiếp cận của khối này. Trước đó, ông Gove cũng cho biết London đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng không đạt được thỏa thuận với EU. Ông Gove khẳng định việc kêu gọi EU thay đổi cách tiếp cận trong đàm phán về mối quan hệ hậu Brexit không phải là mục tiêu mong muốn của Anh. Tuy nhiên, nếu việc lựa chọn vẫn nằm giữa những tranh cãi có thể trói tay Anh hoặc Anh có thể tự định hình tương lai của mình, vậy có khi không cần lựa chọn nào. Rời đi như những điều khoản mà Australia từng đối mặt là kịch bản mà nước Anh đã chuẩn bị. Anh và EU đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kể từ khi Anh rời EU từ đầu năm nay, nhưng vẫn vướng mắc cho một loạt vấn đề chính như quyền đánh bắt cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và cạnh tranh công bằng. Theo kế hoạch, nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận về quan hệ tương lai hậu Brexit, hai bên sẽ phải áp dụng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cả hai phía đều khẳng định đã sẵn sàng cho khả năng này và các chuyên gia dự báo kinh tế hai bên sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12:30 trưa của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 6 giờ sáng, 12:30 trưa và 18 giờ tối hàng ngày. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất được cập nhật và tổng hợp từ những nguồn thông tin uy tín hàng đầu, thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của Vietnam Top News nhé. Chúc quý vị khán giả sẽ có một buổi chiều nhiều năng lượng. Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay.